năm kiểu người nên tuyệt giao nếu không muốn mang họa vào người. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Sống Để Hạnh Phúc. Quý vị thân mến, người xưa nói rằng trên đời có hai thứ rất khó để nhìn trực tiếp. Thứ nhất là mặt trời, thứ hai là lòng người. Ngoài cách để thời gian chứng minh, chúng ta chỉ có thể thông qua những lúc khó khăn, hoạn nạn để biết ai mới thực sự là bạn của mình. Bạn cứ ngẫm mà xem, chúng ta khi nắm trong tay tất cả tiền tài cùng địa vị sẽ chẳng thiếu người vây quanh, nói những lời ngon ngọt. Thế nhưng khi lâm vào cảnh khốn khó, mấy ai trong số đó vẫn còn ở cạnh và sát cánh với ta. Vậy nên, đừng quá tự hào khi mình có nhiều bạn bè, bởi trong số đó, bạn xa giao sẵn sàng bỏ đi lúc ta hoạn nạn thì nhiều, bạn thật tâm thì chẳng có bao nhiêu. Mỗi người sống trên đời cần thấu hiểu rằng, một xe chất đầy khoai tây cũng không thể bằng một viên ngọc quý. Bạn bè cũng vậy, không cần nhiều, chỉ cần chất lượng. Do vậy, chúng ta nhất định phải học được cách nhìn người, đừng tùy tiện kết giao, cũng đừng bất chấp để bám víu hay cầu cạnh một ai, đặc biệt là những kiểu người sau đây. Với năm kẻ này, lúc bình thường bạn không nên kết giao, khi khó khăn lại càng nên tránh xa. Hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm quý vị nhé. Thứ nhất, người luôn suy nghĩ tiêu cực. Vào thời điểm khó khăn, chúng ta cần nhất là những người truyền cho mình năng lượng tích cực, khích lệ và động viên để chúng ta vực dậy bản thân. Thế nhưng, người luôn nghĩ tới điều tiêu cực lại là người mang năng lượng xấu, luôn ở trong tâm trạng buồn bã, sợ đủ thứ, không dám hành động, để rồi sau đó lại tiếc nuối. Những người như vậy, khi lâm vào cảnh khốn khó, chỉ biết bất mãn, than thân trách phận và oán trách cuộc đời bất công mà thôi. Do vậy, kết giao với họ chắc chắn khiến bạn thêm chán nản và nhụt chí, đồng thời không còn động lực và dũng khí để tiếp tục phấn đấu. Kết quả, gian nan và hoạn nạn sẽ đánh bại và làm bạn tuyệt vọng, đánh mất định hướng sống, thậm chí là cả bản thân mình. Thứ hai, người dậu đổ bìm leo. Trong cuộc sống, ai cũng có lúc khó khăn. Nếu có thể giúp đỡ nhau thì chúng ta nên giúp. Đó là việc làm đáng quý. Vậy nhưng có một loại người lại rất thích thừa cơ người khác gặp nạn để hãm hại, đồng thời lấn lướt và giành lợi về mình. Kết giao với những kẻ này chắc chắn không thể giúp bạn vượt qua cảnh nguy nan. Trái lại, lúc nào cũng như mang lửa bên người, sơ sẩy một chút là bị bỏng, có khi mất mạng. Bởi lẽ, bạn không thể biết được lúc nào họ sẽ thừa nước đục thả câu, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của bạn để thanh toán cho chính mình. Với loại người này, lợi ích của bản thân là điều quan trọng nhất, nên không dễ gì họ chịu giang tay giúp bạn khi khốn khó. Nếu có thì cũng chỉ vì họ nhìn thấy lợi ích nào đó ở bạn mà thôi. Thứ ba là người giả nhân giả nghĩa. Miệng Nam Mô, bụng bồ dao găm chính là câu miêu tả chính xác nhất dành cho những kẻ này. Chuyên nói lời nhân nghĩa nhưng lại có những hành động không đáng tin, khiến người khác phải đề phòng. Giống loại người dậu đổ bìm leo, những người này coi trọng nhất là lợi ích của bản thân. Họ sẵn sàng nói những lời ngon lẽ ngọt với bạn nếu việc đó mang lại cái lợi cho họ. Nhưng lúc nào cũng có thể giở thủ đoạn đâm sau lưng hay bỏ rơi nếu bạn không còn giá trị lợi dụng. Vậy bạn còn hy vọng họ sẽ giúp bạn thoát khỏi khốn cảnh hay sao? Những kẻ này nhẹ nhàng thì tránh bạn như tránh tà. Bằng không, chúng sẽ dùng lời tốt đẹp mà xúi dục đi vào ngõ cụt. Đã bế tắc lại càng bế tắc hơn. Ví dụ, chúng có thể lợi dụng tâm lý hoang mang, chán chường và muốn sớm ngày vực dậy để đưa bạn vào con đường sai trái. Như vậy thì khác nào bạn bị coi như công cụ để kiếm lợi bất chính. Và liệu bạn còn con đường nào để quay đầu hay không? Thứ tư, người sống quá cảm tính, thiếu lý tính. Cảnh khốn khó
khiến chúng ta dễ đắm chìm vào những cảm xúc tiêu cực như buồn bã, chán nản, thậm chí là tuyệt vọng. Những lúc như vậy, những người bình tĩnh và có lý trí sẽ là chỗ dựa vững vàng để chúng ta thêm tự tin và ý chí hơn. Vậy nhưng những người sống quá cảm tính lại thường bị cảm xúc chi phối và cũng hay bị cảm xúc của người xung quanh tác động. Chính bởi vậy, họ dễ làm ra những hành động khinh suất để rồi sau đó lại hối tiếc. Việc kết giao với những người này nhất định sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến bạn, khiến bạn khó lòng thành công nổi. Vào lúc khó khăn, họ chỉ khiến bạn thêm lo lắng và nản lòng, chẳng còn chút năng lượng tích cực nào mà thôi. Bởi vậy, dù họ có tốt, nhưng bạn cũng nên tránh thâm giao. Thứ năm, người kiêu ngạo. Những kẻ kiêu ngạo thường tự phụ, cho rằng mình giỏi giang hơn hẳn người khác mà không hiểu một đạo lý rằng núi cao còn có núi cao hơn. Có thể nói, đây là những người tự tin quá mức nên khiến bản thân trở thành loại người kiêu căng, khó ưa. Kết giao với họ sẽ chỉ khiến bạn cảm thấy bị coi thường, thấy mình như thật nhỏ bé và rẻ mạt. Nhưng nếu mang tâm lý tự ti như vậy trong lúc khốn khó, thì thử hỏi rằng liệu bạn có vượt qua được chông gai để vươn lên lần nữa hay không? Do đó, bạn tốt nhất vẫn nên tránh xa loại người này. Quý vị thân mến, để có vận quý nhân vượng phát, không thể thiếu yếu tố quan trọng, đó là mạng lưới quan hệ xã hội thực sự bền vững, tốt đẹp. Con người kết giao với nhau cần phải dựa vào nhân phẩm. Làm người cần ngay thẳng, qua lại với nhau không làm nhau mệt mỏi. Xử sự cần có cân nhắc, tiến được cũng lùi được. Để có được những mối quan hệ thăng hoa trong cuộc sống, cải thiện vận quý nhân, hãy luôn làm 5 việc sau đây. Thứ nhất, luôn nở nụ cười. Khi giao tiếp với người khác, nét mặt tươi cười, thậm chí nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, thì cho dù người đối diện cáu kỉnh tới đâu cũng sẽ như băng tuyết tan chảy, theo đó mà tươi vui. Nếu bạn tỏ ra khó chịu thì có thể biến người đối diện đang trong tâm trạng xấu trở thành kỳ phùng địch thủ của bạn. Một lần, khi xe buýt sắp tấp vào trạm, lái xe hỏi có ai xuống xe không? Không nghe thấy tiếng trả lời, cũng không thấy ai đứng chờ lên xe. Chiếc xe buýt không dừng bến mà đi luôn. Ai mà biết, có người thanh niên đứng dậy hét to: chú lái xe, chú thật là quá đáng, tại sao chú lại không dừng xe? Người thanh niên bước tới gần lái xe, nổi trận lôi đình, nộ khí xung thiên. Lúc đó, một người cao tuổi đứng dậy, tươi cười nói: chàng trai trẻ sắp tới bến sau rồi, tôi cũng bị lỡ một trạm, hay là tôi với cậu cùng đi bộ trở lại. Người thanh niên ngại ngùng: người lớn tuổi còn có thể đi bộ vài bước, thanh niên sao lại không thể? Vậy đấy, một khuôn mặt cười, một câu nói ấm áp là có thể hóa giải được mâu thuẫn. Xin hãy nhớ, giao tiếp với nhau, bất luận đối phương là ai, nở nụ cười trên môi là phép lịch sự tối thiểu, cũng là khởi đầu của mối quan hệ tốt đẹp. Ánh mặt trời sáng lạn có thể làm tan chảy băng tuyết. Thứ hai, không nói lời thị phi. Tinh tâm suy nghĩ chuyện đã qua, nhàn rỗi không đàm tiếu thị phi. Bất luận người khác nói gì, bạn hãy chỉ nghe thôi, đừng nói chuyện thị phi. Chúng ta cần biết rằng, lời nói một đồn 10, 10 đồn 100 qua nhiều người lan truyền, vòng qua vòng lại đến tai ta thì tin tức đã biến vị rồi. Vì thế mà dễ dẫn tới hiểu nhầm, gây ra mâu thuẫn. Những người hay bàn luận chuyện người khác thường không có bạn bè. Nói nhiều cũng không có lợi, thì đừng nên nói bất cứ điều gì. Không ai có bản lĩnh che giấu mọi chuyện. Mọi việc bạn làm, mọi điều bạn nói, có thể người khác không biết, nhưng trời đều chứng giám. Thứ ba, chọn bạn mà chơi. Những người xứng đáng kết giao, dù không qua lại quá sâu sắc, cũng không liên lạc hàng ngày, nhưng khi bạn gặp khó khăn
thì luôn không ngại khó ngại khổ, thật lòng giúp đỡ. Những người cùng bạn uống rượu có thể sẽ nói: có khó khăn gì cứ gọi anh em giúp cậu xử lý mọi việc. Nhưng khi bạn thực sự tìm tới họ, họ liền trốn tránh bạn. Đặc biệt là lúc vay tiền, họ sẽ đổi giọng: những cái khác còn được, chứ việc này quả thật tôi không giúp được. Cũng có người ngày ngày nói chuyện với bạn, nói những lời tâng bốc bạn. Những người như vậy, một là có chuyện nhờ tới bạn, muốn kết thân với bạn. Hai là nội tâm giả tạo, với ai cũng như vậy, không bao giờ nói lời thật lòng. Thứ tư, suy nghĩ theo hướng tốt đẹp. Khi bạn kết giao bạn bè, bạn sẽ nghe được một vài điều. Hơn nữa trong số đó là những lời bàn tán vào ra. Bạn không thể phân biệt được thật giả. Nếu bạn tin điều đó, bạn sẽ nghĩ theo chiều hướng xấu. Điều tai nghe là giả, điều mắt thấy mới là thật. Khi nghe thấy những lời chỉ trích, nếu bạn không hiểu rõ ngọn ngành, bạn hãy lựa chọn tin tưởng, tin bạn bè mình là người tốt. Ví dụ, bạn bè của bạn có thể là người rất vô tư, điên điên khùng khùng, còn thường làm những chuyện khiến người khác kinh ngạc. Trong mắt hàng xóm, đó là một người không tốt cho lắm. Nhưng vô tư, điên khùng lại là một dạng tính cách có phần phóng túng, không liên quan tới phẩm chất của họ tốt hay xấu. Nếu cá tính đó có thể bù đắp cho sự hướng nội của bạn, chẳng phải rất thích hợp để làm bạn của nhau sao? Và thứ năm, không cầu tri kỷ. Người quen khắp thiên hạ, kẻ tri kỷ có mấy người. Có gặp gỡ được tri kỷ hay không còn tùy vào duyên phận. Thật muốn có người tri kỷ, có thể tâm sự mọi vấn đề và thấu hiểu mình. Rất nhiều người đều có mong muốn này, mà trong cuộc sống, tri kỷ thì khó tìm. Coi nhầm người là tri kỷ sẽ khiến cho họ cảm thấy khó chịu, cho rằng bạn là kẻ phiền phức và họ cũng không thấu hiểu bạn. Còn người bước vào tuổi trung niên, mệt lòng cũng phải chịu đựng, gắng gượng bước qua là được. Có gặp tri kỷ hay không, hãy để tùy duyên. Nếu gặp rồi, xin hãy trân trọng. Còn nếu chưa, cũng không cưỡng cầu. Có rất nhiều điều cần phải chú ý khi xây dựng các mối quan hệ xã hội. Và vừa rồi là 5 điều chúng ta thường gặp trong cuộc sống. Con người giao tiếp với nhau là một bộ môn nghệ thuật. Mấu chốt nhất chính là đánh giá nhân phẩm mỗi người. Với những người nhân phẩm không tốt, không nên kết bạn, cũng không nên trở thành thù địch. Hãy tránh xa họ hết mức có thể.